thế bây giờ không hay thì em nghĩ cái này là hai chị sẽ trả lại. Bọn em có thể cùng nhau nhưng mà em sẽ đứng dưới hai chị một chút thì hai chị sẽ đứng lên trên. Đơn giản chỉ là một cái nhiều đúng rồi, đứng ngang cùng với nhau, tất cả chúng ta đều như nhau, không ai cho em đi người đứng sau cả. Nhưng mà tụi em ấy, tụi em có tự đọc lại luật. Các bạn cứ được 1 thì đòi 2, được voi thì đòi tiên. Đơn giản đây là bọn em muốn đứng cùng nhau thì bọn em được tiên. Bọn em sẽ đứng lui xuống dưới một chút. Và về mặt nó không có đẹp. Các bạn là Minh Triệu Kỳ Duyên có nhau, thứ hai đứa không có nhau thì sao? Nó có quay nữa không? Chị thấy là hai đứa em á, không có tổng hợp. Thì mọi người đưa ra ban đầu sai mà chị ai là 3 tiên với nhau mà lại được 4 vé. 4 vé đấy là chị là người chưa có. Là bởi vì chị đã tôn trọng mà Đàm Trang Lê đã tốn rất là nhiều thời gian để mà đi nói chuyện vuốt ve hai bạn. Tôi nghĩ là cái chuyện đó tốn thời gian vô ích. Cái đẹp nhất là cả bốn người cùng như này, đẹp nhất thì khi mọi người vui vẻ với nhau thì chị là hiểu rất có nhiều vấn đề và bọn em cảm thấy không muốn hỏi nữa. Chị thấy tụi em rất là bướng, rất là ngang ngược. Bó tay và bó chân luôn. Chị thấy tụi em rất là bướng, rất là ngang ngược. Đòi này đòi kia đòi cái nọ. Bó tay và bó chân luôn. Bây giờ ok, giải pháp của chị là không, chị không quay rồi, chị không quay rồi. Tôi nghĩ rằng là lần đầu tiên chị Anh Thư thực sự nhìn thấy được hết tất cả mọi vấn đề. Và chị Thư không thể chấp nhận được, không thể chịu đựng được khi lần đầu tiên chứng kiến rõ nét đến mức độ như vậy. Không có biết lý lẽ, không có biết đúng sai là không thể nói chuyện được mà. Thư đến đây không phải để mà thuận theo cái điều sai. Thư không thỏa hiệp với cái điều sai trái. Chứ không có thể nào để mấy bạn mất thời gian của mọi người một tiếng đồng hồ rồi. Vì tất cả mọi người, vì tất cả mọi người. Chị không bỏ về vì chị biết set quay rất tốn kém và nhà sản xuất phải bỏ rất là nhiều tiền ra để đầu tư, bao nhiêu công sức, bao nhiêu con người. Thì bây giờ như này, giải pháp của chị như sau, thì dung hòa mọi thứ. Nghe lại cho xong đi. Mình sẽ kết như sau. Hành đầu tiên sẽ là Vũ Chu Phương và anh Tư bước ra đầu tiên. Sau đó thì sẽ là hai bạn. Cái này là em vì nhà sản xuất, chứ em không phải vì một cái bức tượng, cái gì hết trơn á. Thì chị cũng biết là tất cả mọi người đến đây là vì chương trình. Thì thôi, đến giờ chị đứng ở giữa thì chị sẽ muốn dung hòa mọi thứ. Quá đàn anh hiểu rồi. Rằng là em không chấp nhận được cái đó. Chị cũng muốn là... Bỏ suốt này đi mà đừng quay nữa chị ạ. Không, không. Ủa, đó là vì nhà sản xuất, muốn bỏ thì bỏ thôi. Thì em đang nói chuyện với nhà sản xuất. Thôi các bạn, thôi chúng ta mỗi người. Thật sự Thư rất là thất vọng ở Minh Triệu. Tụi em đang sai. Tụi em không có quyền mà nói chuyện mà son sỏn lên như vậy. Bớt ngang ngược lại. Rồi ai cũng nghe được. Thôi được rồi. Ba người ta đầu tư với biết bao nhiêu tiền xong tự nhiên cái bỏ là bỏ. Mai mốt hai đứa mặc chung một bộ đồ đi. Đừng tách ra nói cho giữa. Mình đã làm những điều gì mà làm cho chị Phương gay gắt đến mức độ như vậy? Còn người chị như vậy là người ta đã quá nhịn rồi. Thật ra là bọn em cũng có thể chịu cái cách cuối cùng mà. Nhưng mà là chị Trang nó là ok. Bây giờ có thể hai ngày bọn em đầu tiên không có cuối cùng. Bọn em ok ngay thấy không? Có thể phần nào chị Phương cảm thấy không vui. Nhưng mà cái gì đúng thì chị vẫn phải lên tiếng thôi. Đúng rồi, còn mỗi cái kết chỉ thôi làm cho một cái kết có hậu thì mình sẽ quay thật là đẹp. Thôi vậy đi mọi người, vui vẻ vậy, lấy nước cho các chị uống em ơi. Hình hiệu nhẽ ra nó cần phải là một cái khởi đầu tốt đẹp thì cuối cùng ấy nó lại không tốt đẹp được đến mức độ như Phương kỳ vọng, bởi vì một vài người trong đó thực sự chỉ biết cái tôi, không hề hiểu được cái chúng ta. Chính cái khoảnh khắc đó, Phương nhìn vào mắt của người học trò của mình cùng với một cái người đồng hương cùng quê thì thực sự tình cảm của chúng tôi đã nứt. Ảnh hưởng đến nhan sắc của em á. Nhan sắc anh dùng điện thoại đấy lắm hả? Điều cuối cùng chị nhắn đến Kỳ Duyên, Minh Triệu, thế hệ của chị cho đến thế hệ của Vũ Thu Phương có tôn ti trật tự rõ ràng, tụi em nên nhìn nhận lại, chứ nếu như vậy á thì điều đó rất là bất lợi cho thí sinh của hai em nếu như vòng đó chị thắng.